Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Minh Anh, học lớp 1A4, trường tiểu học thị trấn Phùng. Các bạn cùng theo dõi mình tập bóng bàn nhé. Thấy chơi bóng bàn có thú vị không ạ? Nếu có, các bạn cùng tập với mình nhé. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.